Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay em bên cửa hàng em mới về thêm chiếc Hyundai M155. Hôm nay em sẽ quay sơ về cho mọi người cùng xem và cùng tham khảo đánh giá nhận xét về chiếc xe này như thế nào, có phù hợp với nhu cầu sử dụng của bà con mình không. Thì nếu bà con nào có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ trực tiếp bên cửa hàng để có giá tốt nhất nha. Bây giờ em sẽ quay sơ qua cho mọi người cùng xem. Nhìn sơ lược qua để đánh giá và nhận xét về cái dòng M này á, thì trong nhiều cái video clip lần trước đó mình có giới thiệu cho mọi người á, khi mà nó chuyển từ cái dòng M7009 qua cái thằng M1 này á, thì những cái cây cầu của nó rất là ngon và bền nha mọi người. Cái dòng cầu đúc này á, mình nói mọi người á, nó rất là cực kỳ bền luôn đó. À, mọi người nào mà đã từng xài qua cái dòng này á, ít khi nào nghe cái chuyện mà nó hư nhông cầu hay cùi dẻ rồi lắm. Đó là chia sẻ của mình thì em biết được về cái dòng xe này. Cái dòng xe này thì con số lớn trước nó đi là 8322 nha mọi người. Đó, mình mong thì có sơn tỉa lại. Sơn dặm lại rồi. Lớp thì lớp rinh. Rinh theo xe. Không răng nứt. Còn mới 90%. Ở phòng thì khô ráo. Thì giờ xin nhớ nha mọi người. Đây. Thì trời lực cũng khô. Khá là đẹp. Máy xe này giá mùa này rất là ưu đãi nha mọi người. Mọi người nhanh tay liên hệ với cửa hàng để được báo giá tốt nhất. Đó, 832. Không bỏ đi, không răng nứt. Còn cái lằn ra gió xuống giữa nè. Tem trên. Có dàn áo có sơn dặm nhẹ nha mọi người. Đó, không đáng kể. Lớp sau thì 14928. Khá là mòn rồi. Nên là khi mọi người mua xe thì bên cửa hàng sẽ thay cho một cặp lớp mới. Bây giờ cứ để tạm về để chạy đi. Đèn rin theo xe. Đó. Còn về mấy con số mấy cái xe này thông số lớp thì 14928 này mọi người. Cái này thì vẫn còn chạy kéo được. Mà khi mua thì mọi người nào mà đi ruộng thì sẽ được bên cửa hàng thay cho cặp lốp khác mới 100%. Về bẩn nè, trong là mình cũng chưa rửa cho nó sạch nữa, rồi thấy không? Khá là bẩn, nó sờ, bóng bột. Riêng cái chuyển từ cái dòng M1 này á, về cái phần đùi và cái phần cầu. Không bao giờ 100 người xài không bao giờ nghe ai than phiền một cái vấn đề về cái cầu hay là cái đùi nha mọi người. Nghĩa là khi mà hư cùi dĩa cầu, hư nhông cầu hay là gãy đùi hay là cái gì đó thì chưa bao giờ mà người nghe ai than phiền trách về một cái gì đó. Cái phàn nàn, phản ánh đi. Vậy như đại khái này vậy, chê cái dòng này nó dở đi. Rồi ít khi nào nghe nó. So với 55 mã lực mà giá thành nó lại rẻ nữa thì ít có dòng nào mà phù hợp như cái dòng M155 này. Đó, mọi người thấy không? Là con số đuôi sới nè mọi người. Con này đặc biệt là số cơ bên cơ toàn bộ luôn nha. Đây, những khoang nội thất cả bên xe xe rồi thấy. Dưới đây có cái trần chỉnh gạch gù nữa. Hiện tại nó chạy được 1156 giờ rồi nha mọi người. 1156 giờ nè. Số cơ. Hệ thống số cơ
chậm, hộp số nó cũng tương tự như mà 146 vậy không ạ, khác gì hết, tiến lùi tần số nhanh chậm hai bên này, hệ thống bên cơ ga tay và cái phần bên móc này mở sơ sới BTO. Ga chân khác với những dòng M đời trước đó, thì hệ thống cầu nó được tiết điện ET trên này, nhưng mà rất là bền, bao bền cho mọi người luôn. Từ khi cái công tắc này nó bị hư thôi, còn thật ra cầu về phần cầu nó ít khi nhập hư lắm. Mình khởi động cái kho động cơ cho mọi người cũng biết nha. Điện còi xi nhan thì tất cả thứ sẽ được làm đầy đủ. Máy đổ khá là em. Trong này ba máy cái tiếng nổ của nó kêu hơi khó nghe tí rồi, giống như những con M khác vậy đó, M5000, 5500 rồi đó. Tiếng nổ đặc trưng của dòng ba máy này nha các bạn. Động cơ thì mở cái phần động cơ ra cho mọi người cùng xem. 1.5 có khung máy che rồi, che mát rồi đúng không? Đây dài kích thước phụ bánh từ bên này qua bên kia nó tầm 1.6 mà đó, 6.7 rồi. Đem đèn trước thử coi còn sáng không. M155 chạy cũng khá là nhanh đấy nha mọi người, mấy cái ông này chạy nhanh lắm chứ không phải chạy chậm đâu. Đây mình thử chạy một vòng cho mọi người xem vào số bên này không ạ, tiếng này. Lái trợ lực cũng khá là nhẹ em ơi, rất là êm ái. Tự cái ga của cái máy nổ, máy nổ thì khói trắng khói đen rồi gì cũng có nhiều rồi, rất là êm. Lái trợ lực xuống thoải mái cho người dùng, rất là nhẹ, quá trời nhẹ luôn. Đó, máy thì nổ gì khá là ổn rồi. Uta 155 xe khá đẹp. Đó, giá mềm cho người
ít tiền nha mọi người. Đó.